các bạn ạ. Hôm nay nhân cái dịp Tết đến cận kề, Giang quản lý đã ra hẳn chợ mua một gói mứt siêu to khổng lồ về chiêu đãi anh em lấy sức mà chạy deadline Tết đây này. Đấy, nhìn cái vỏ hộp là thấy hộp mứt chất lượng cao rồi. Một hộp to thế này à, 10 người ăn vô tư. Đây cả team mình có mỗi 5-6 người thế này à. Hôm nay ăn không hết, mai lại ăn tiếp. Mọi người ơi, có ai ăn mứt không? Hả? Đâu? Chị có cái gì ấy? Mang qua đây xem nào. Thế mới thấy, giờ tình trạng hàng pha kè nó cứ nhàn nhản, chả riêng gì mấy món bánh kẹo Tết, đến quần áo, giày dép, túi sách, đồ ăn, thức uống, thậm chí là tiền cũng bị làm giả, khiến cho bao nhiêu người sốc nặng. Vậy nên là trong video ngày hôm nay, hãy cùng Kính Lúp TV điểm mặt chỉ tên ngay những mặt hàng đang bị làm giả nhàn nhản trên thị trường và cùng xem là bạn có bao giờ từng mua phải hàng giả như vậy chưa nhá. Cảnh giác trước 6 loại hàng giả, hàng nhái bày bán tràn lan khiến hàng triệu người hoang mang. Mặt hàng đầu tiên đó chính là bánh kẹo ngày Tết. Các bạn nghĩ rằng cú sốc mua mì tôm nhưng mà không có con tôm bên trong đã là cú lừa đau đớn nhất ? Nhưng mà không, làm sao mà đã đau bằng việc bạn đang hí hửng cầm trên tay hộp bánh nặng trịch, bao bì siêu bắt mắt. Nhưng khi mở ra thì ten ten, không có gì ngoài 3 gói kẹo lèo tèo cùng với 2 tấm bìa cứng nặng ngang hộp bánh mới. Mà số lượng nó ít nhưng mà chất lượng nó ngon thì không nói. Đằng này bao bì đã treo đầu dê bán thịt chó, đến nội dung bên trong cũng dở ẹc, nhìn mà mất niềm tin. Nhất là mấy hộp mứt, nhìn vỏ ngoài thì rõ đẹp lung linh, ai ngờ tất cả bên trong chỉ là một cú lừa. Ngoài ra, có rất nhiều các loại bánh, kẹo được dán với nhãn mác ghi là sản xuất tại Thái Lan, Hàn Quốc, Indonesia v.v. Nhưng mà thực chất lại là sản xuất ở Trung Quốc và không rõ nguồn gốc cơ sở sản xuất. Đáng buồn hơn là càng về Tết thì những trường hợp dở khóc dở cười này càng diễn ra nhiều hơn. Theo đó, thời điểm cuối năm, nhu cầu mua sắm mứt Tết tăng nhanh, cũng là lúc mà các gian thương trao trộn hàng giả kém chất lượng vào thị trường để bán kiếm lời. Những sản phẩm thường được dán tem giả rất đẹp, màu sắc sặc sỡ, bắt mắt, rất giống với hàng thật thì người tiêu dùng bình thường không thể nào phân biệt được. Chỉ đến khi bóc ra, sự thật bên trong mới khiến cho nhiều người ngã ngửa. Đặc biệt, nếu đã phát hiện ra hàng giả rồi, các bạn cũng đừng tiếc mà nhắm mắt ăn cho đỡ phí nha. Theo các chuyên gia, các loại mứt, bánh kẹo giả này thường được làm bằng nguyên liệu kém chất lượng nên khó ai có thể đảm bảo được gì. Và đương nhiên thì nó cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ xấu cho sức khỏe. Do đó, để bảo vệ bản thân và gia đình, các bạn hãy chọn những cơ sở buôn bán uy tín để mua cho yên tâm nha. Và tiếp đến là những sản phẩm ắt hẳn ai cũng từng mắc lừa ít nhất một lần trong đời. Thứ hai, quần áo, giày dép pha kè. Thu giữ hàng ngàn túi sách, thắt lưng, giày dép v.v. có dấu hiệu giả mạo ở chợ An Đông. Thu giữ hàng ngàn sản phẩm giả, nhái tại Saigon Square. Hay thu giữ gần 30.000 bộ quần áo của các đội tuyển bóng đá giả mạo Adidas, Nike. Thực tế thì chuyện các nhãn hàng lớn bị làm giả, làm nhái đã và đang được bày bán công khai là không hiếm gặp trên thị trường Việt Nam. Chỉ vài trăm nghìn đồng, khách hàng có thể sở hữu ngay một đôi giày hàng hiệu dởm này. Trong khi đó, giá của những đôi giày out trên thị trường tất nhiên là cũng phải vài triệu cho tới vài chục triệu một đôi. Chưa hết, đối với những nhà hàng kinh doanh nhỏ để lắt léo bản quyền, một số mẫu mã còn bị chủ xưởng thay tên đổi họ bất đắc dĩ để tránh quân triều đình túm cổ. Điển hình như các thương hiệu thời trang số 1 trên thế giới Adidas này, khi mà cập bến Trung Quốc thì nó đã bị biến thành Adidas, Abidas v.v. Nghe có thấy Bidas không cơ chứ? Hay cao cấp hơn là logo chuẩn Adidas nhưng mà tắc mắc lại là nhà mốt ý Gucci. Chưa hết, trong khi cả thế giới ai mà chẳng biết hai ông lớn Adidas và Nike trước giờ chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng, thế mà qua tay Trung Quốc một cái là thành anh em như thể tay chân ngay. Phận anh làm đế, phận làm em làm thân giày, tình cảm cứ phải gọi là dạt dào hơn cả sóng biển. Đã vậy, người mua còn phải căng con mắt bên phải, mở to con mắt bên trái thì mới sắp xếp được đúng thứ tự của các chữ thương hiệu này. Mà không chỉ có hãng hàng nước ngoài bị làm nhái thôi đâu nha. Ngay cả Việt Nam ta, sản xuất và phân phối ngay tại Việt Nam như thương hiệu giày dép quá nổi tiếng Beatis hay quần áo Jody cũng bị làm giả, làm nhái đầy rẫy ngoài chợ. Nhìn qua thì dáng vẻ khá giống nhau, nhưng chất lượng thì không thể chấp nhận được. Nói chung, riêng hàng hóa về thời trang, phụ kiện bị làm giả làm nhái đã rất đỗi bình thường như cân đường hộp sữa. Tìm và mua được hàng ao thì mới khó thôi. Thậm chí có rất nhiều người dân tình nguyện và vui vẻ mua chúng
chỉ đơn giản là vì nó đẹp, nó rẻ là được. Chứ mấy dòng điện tử vừa đắt vừa khó kiểm chứng thật giả sau đây mới khiến cho người ta hoang mang, sơ sẩy một cái là mua phải hàng lởm ngay. Thứ ba, điện thoại dởm Life O11. Cho mình hỏi là hiện tại thì các bạn đang dùng loại điện thoại gì? Samsung, Xiaomi hay là iPhone thì comment ngay xuống phần bình luận phía bên dưới nha. Nói chung, điện thoại đắt rẻ gì thì không nói, nhưng mà dở khóc dở cười nhất là cái cảnh mua điện thoại là Apple, thế mà về mở ra thì lại là điện thoại chạy hệ điều hành Android. Ta nói, mới nghĩ thôi đã thấy thốn tận rốn rồi đây. Nhưng sự thật là ngày nay điện thoại, máy tính bảng bị làm giả, làm nhái cũng đầy rẫy thị trường. Sơ hở không kiểm tra kỹ cái là bị lừa đảo ngay. Đấy, mình nói có điều tí nào đâu. Nhìn vào những hình ảnh này các bạn có thể phân biệt được đâu là iPhone xịn, đâu là iPhone pha kè. Vẻ ngoài thì Apple, nhưng cốt lõi lại là cái khác không. Rồi thì phiên bản anh em của MacBook Air được nhái lại tinh tế. Chỉ có điều không có logo Apple ở mặt sau lưng. Hay như đồng hồ thông minh Apple Watch xịn xò con bò cũng được nhái một cách trắng trợn. Bình thường người ta mua 4-5 triệu một cái, giờ cái giá rất cạnh tranh, chỉ hơn 650k một xíu. Thậm chí trong khi các thông tin về các sản phẩm iPhone mới chỉ ở dạng demo, các hãng sản xuất điện thoại dởm, đặc biệt là hàng Made in China, đã nhanh tay tạo ra những sản phẩm nhái giống hệt hàng thật và tung ra thị trường ngay cả trước khi sản phẩm thật được trình làng. Rồi, khi được hỏi về nguồn gốc hàng hóa, người bán cho biết điện thoại xuất xứ từ Đài Loan hoặc Singapore, một cái tên Mỹ miêu hóa cho các dòng điện thoại dởm trôi nổi về Việt Nam thông qua các cửa tiểu ngạch từ Trung Quốc. Thực tế, đa phần đều là hàng Trung Quốc giả, dạng ăn theo siêu phẩm. Nói đâu xa, ngay như siêu phẩm iPhone 14 Pro Max 50 củ khoai mới đét vừa ra mắt không lâu, thì tại Trung Quốc, thiết bị này đã được niêm yết trực tuyến trên một trang web thương mại điện tử chưa đến 2 triệu đồng. Eo ôi, nghe cái giá đã thấy ảo ảo rồi đấy. Ấy thế mà rất nhiều người ham rẻ mà xa bẫy của hội lừa đảo. Đến nay, Cục Quản lý Thị trường đã thực hiện nhiều cuộc càn quét và tạm giữ rất nhiều lô hàng, gồm nhiều điện thoại di động iPhone không rõ nguồn gốc. Nhưng về cơ bản, chưa thể bao quát được toàn thị trường hàng giả hàng nhái vì đối tượng lừa đảo tồn tại dưới rất nhiều dạng tinh vi và khó đoán. Thế nhưng, vẫn chưa nguy hiểm bằng những mặt hàng sau đây khi nó không khác gì những liều thuốc độc đang âm thầm hủy hoại con người. Thứ tư, thực phẩm dởm. Các bạn thân mến, nếu nhắc đến nền nông nghiệp lúa nước thì ắt hẳn không ai bằng Việt Nam. Hiện nay Việt Nam đang đứng thứ 6 trên thế giới về sản xuất lúa gạo và đứng thứ 2 về xuất khẩu gạo chỉ sau Ấn Độ. Nhưng mà đấy là Ấn Độ có dân số gấp 14 lần nước ta, nên đương nhiên năng suất lao động của họ cũng phải cao hơn rồi. Cơ mà nói gì thì nói, việc sản xuất gạo tại Việt Nam quả thật rất khủng khiếp, không chỉ đủ để cung cấp cho đồng bào ta mà còn dư để xuất khẩu ra vài chục nước láng giềng. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, có một nghịch lý là vài năm gần đây, không biết bằng một cách thần kỳ nào mà tại một số tỉnh người ta lại nghi ngờ là xuất hiện gạo giả, gạo cao su. Chính vì vậy mà người ta đã đem hai loại gạo lên rang. Một loại là gạo thật thì khi rang lên ngả màu vàng như bình thường và có mùi thơm. Nhưng trái lại, loại gạo nghi ngờ là giả kia rang lên một lúc mà chảo đã bốc khói cháy đen, khét liệt, khiến không ít người hoang mang lo sợ rằng đây đích thị là gạo giả, dù chưa rõ đó là chất gì. Mặc dù đây là thông tin còn gây rất nhiều tranh cãi, nhưng tóm lại, nếu mà gạo nhà bạn nấu lên mà nó không giống như bình thường hay có mùi lạ hoặc có dấu hiệu gì khả nghi thì nhớ bỏ ngay chứ đừng tiếc mà cố ăn làm gì nhá. Nguy hiểm hơn là không chỉ có mỗi gạo bị làm giả thôi đâu, ngay cả đến trứng gà cũng là trứng giả ủ hóa chất lại dai như cao su, rồi thì còn cà phê giả, nước ngọt giả, sữa giả, hay như kem Tràng Tiền nổi tiếng bao nhiêu năm tại Việt Nam cũng bị pha kè tràn lan trên thị trường. Ôi trời ơi, ăn cái gì và cũng toàn đồ giả thế này, bảo sao mà ngày càng có nhiều người bị ung thư hay bệnh tật đầy người. Chỉ mong sao các cơ quan chức năng sẽ thắt chặt hơn trong việc kiểm tra giấy tờ xuất nhập khẩu, cũng như kiểm soát việc kinh doanh các mặt hàng hóa. Còn chúng ta, những người mua, hãy thật sự tỉnh táo và thông thái, đừng vì ham của rẻ mà rước họa vào thân. Thật sự là không thể hiểu nổi những kẻ buôn này còn có tình người nữa hay không, chỉ vì lợi ích cá nhân mà nhập hàng lậu, hàng đều không xuất xứ, thế mà vẫn ung dung đi buôn đi bán, làm hại biết bao nhiêu người. Và chính vì vậy, chúng ta hãy cùng lên án những kẻ buôn gian bán lận này bằng cách comment tẩy chay hàng giả xuống phần bình luận nha. Và tiếp theo là một loại mặt hàng cũng bị làm giả không thương tiếc. Thứ năm, tiền giả. Các bạn thân mến, chuyện lừa đảo bằng tiền giả xưa nay không phải là chuyện hiếm. Thậm chí thời gian vừa qua đã có không ít người là nạn nhân của tiền giả. Từ các phiên chợ đông đúc người qua lại, đến những nhà hàng, siêu thị lớn cũng không tránh khỏi những tổn thất do tiền giả gây nên. Những kẻ lừa đảo vì lòng tham mà chà đạp biết bao nhiêu mảnh đời khốn khó. Những ông bà lão già cả, mắt kém hay những người công nhân vật lộn với đồng lương ít ỏi.
ác ôn hơn là những hành vi lừa đảo nhằm trục lợi cá nhân từ tiền giả vẫn không ngừng tăng lên. Kỹ thuật làm giả cũng không ngừng cải thiện, giống đến 80% tiền thật, thậm chí hành vi lừa đảo còn bất chấp cả mệnh giá, từ 50 cho đến 500 nghìn đồng. Quá quát hơn, chúng còn trơ trẽn giao bán tiền giả nhan nhản trên Facebook nhằm kiếm lời bất chính công khai, trong khi lòng tham của con người là vô đáy. Chỉ cần khởi tâm tham lam một chút, mua tiền giả về tiêu nhằm lừa bịp nhiều người khác, rồi đến lúc bị phát hiện, bị gô cổ lên phường hay ngồi ăn cơm tù mấy năm thì lại khổ. Mà thủ đoạn lừa tiền giả đã nhức nhối đến cái thủ đoạn ghép nối hai tờ tiền 500.000 đồng và 20.000 đồng nhằm trục lợi cá nhân, nó còn khốn nạn hơn rất nhiều. Theo đó, thủ đoạn của chúng là lợi dụng vào màu sắc giữa hai tờ tiền này có hơi na ná giống nhau nên đã cắt đôi dọc đứng tờ 500.000 đồng và 20.000 đồng rồi ghép chúng lại với nhau, tạo thành hai tờ có mệnh giá là 500.000 đồng. Cách ghép nối giữa hai tờ tiền khá chi tiết nên thoáng qua rất dễ nhầm lẫn với tờ tiền bản gốc thật là 500.000 đồng và cái kết lại đã khiến rất nhiều người vô tình sa bẫy, đến khi phát hiện bị lừa thì kẻ lừa đảo đã cao chạy xa bay. Tương tự, việc cố tình đưa tờ 20.000 đồng và hô biến thành tờ 500.000 đồng cũng không phải là chuyện hiếm. Theo đó, trên thị trường tiêu dùng, một số người tiêu dùng và bán hàng vẫn hay bị nhầm lẫn giữa tờ mệnh giá 20.000 đồng và 500.000 đồng vì có nhiều nét hao hao giống nhau, nhất là vào ban đêm hay những giao dịch vội vã không chú ý. Lợi dụng sự bất cẩn, dễ nhầm lẫn này, một số kẻ gian đã dùng thủ đoạn đánh tráo tờ 20.000 đồng và 500.000 đồng để đánh lừa những người giao dịch, nhất là các cụ bà già hay những cửa hàng đông khách. Điển hình như sự việc người bán rau ở phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội này, khi một người mua rau và trả một tờ 500.000 đồng, người khách này đổi ý và yêu cầu người bán đưa lại 500.000 đồng. Khi được trả lại 500.000 đồng, bằng thủ đoạn tinh vi, người mua đã nhanh tay tráo tờ tiền này với mệnh giá 20.000 đồng và cố ý đổ lỗi cho người bán hàng, đưa nhầm tờ tiền 500 thành 20.000 đồng. Tuy nhiên, rất may lúc này là người bán rau tỉnh táo và nhận ra cũng như vạch mặt chiêu trò. Do đó, các bạn làm gì thì cũng phải thật chú ý để tránh nhầm lẫn nha. Mà tiện đang nói về vấn nạn lừa đảo, mình cũng bonus thêm một thông tin lừa đảo mới đây đang bức xúc trên dư luận. Đó là không phải lừa đảo tiền giả hay tiền cắt ghép mà là dùng tiền thật để lừa đảo trong thanh toán. Cụ thể, việc này xảy ra tại một quán cà phê trên đường Hoàng Hoa Thám, được camera của quán ghi lại toàn bộ. Đầu tiên, thanh niên này đến quán mua một ly cà phê sữa với giá 17.000 đồng và đưa cho nhân viên một tờ 500.000 đồng. Sau khi nhận được số tiền thừa là 483.000 đồng, thanh niên này xòe sấp tiền được trả và hỏi lại nhân viên về số tiền trên. Sau vài giây xòe tiền xem lại, anh ta nói mình có tiền lẻ và móc trong ví ra tờ 20.000 đồng khác để đưa cho nữ nhân viên và yêu cầu nhận lại tờ 500.000 đồng của mình ban đầu. Lúc này, nếu người bán hàng không cảnh giác thì sẽ đưa lại tờ 500 và mất luôn cả 483.000 trước đó đã trả cho khách. Eo ơi, sợ thật đấy, hở một cái là bị lừa như chơi, nên dù là trẻ nhỏ hay người lớn cũng cần phải chú ý đấy nha. Thứ 6, mỹ phẩm giả. Các bạn thân mến, chưa khi nào thị trường mỹ phẩm lại phong phú như hiện nay, các kênh bán hàng online ra đời, nhiều thương hiệu nổi tiếng được quảng cáo trên mạng nhằm thu hút người mua. Song, thị trường mỹ phẩm trong nước đang phải đối mặt với vấn nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, mang lại nhiều hệ lụy cho những người sử dụng. Dạo quanh một vòng trên mạng hay quanh các shop mỹ phẩm hoặc các khu chợ Hà Nội thì các bạn sẽ không khó để bắt gặp những thỏi son, những hộp phấn, những món đồ make up với rất nhiều những loại khác nhau mà giá lại rẻ đến bất ngờ, chỉ 30 cho đến 50 ngàn đồng. Đắt lắm thì cũng hơn 100.000 là căng. Điều đáng nói là chính những dòng mỹ phẩm nổi tiếng được các chị em tin dùng lại xuất hiện rất nhiều hàng fake, có xuất xứ không rõ ràng và chỉ với những lời quảng cáo hấp dẫn, giá thành rẻ đã thu hút rất nhiều cô nàng vào mua. Thế nhưng các bạn có biết đằng sau những vẻ đẹp rẻ tiền là vô vàn những tác hại không tưởng? Những món mỹ phẩm kém chất lượng không rõ nguồn gốc như thế này thường chứa rất nhiều những chất gây ung thư như là chì, thạch tín hoặc là thủy ngân vân vân, dễ khiến cho chị em bị sưng, ngứa, viêm da vùng môi và về lâu về dài thì khi sử dụng nhiều lần, lượng chì trong cơ thể có thể tăng lên, gây ngộ độc và ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Đấy là đồ make up. Ngoài ra thì đồ mà ngày nào cũng thoa vào mặt, vào da, nhiều người vẫn cứ tin vào người bán hàng mà mua phải kem trộn dởm. Để rồi, xinh đẹp chẳng thấy đâu, nhưng mặt tan nát là có thật. Các cơ quan chức năng đã vào cuộc và phát hiện ra hàng tấn mỹ phẩm, quy trình sản xuất kém vệ sinh, xô thùng chậu sặc mùi hóa chất. Nhưng vỏ bên ngoài thì lại làm nhái y xì những thương hiệu hot hit rất khó phân biệt. Chính vì vậy mà các chị em đừng ham của rẻ mà làm hại cái thân. Hãy lựa chọn những cơ sở uy tín và chất thật kỹ các sản phẩm trước khi mua để đảm bảo mỹ phẩm chúng ta sử dụng đều là hàng chính hãng nhé. Và cuối cùng là những sản phẩm bá đạo được mang hẳn vào các cuộc thi hay triển lãm quốc tế khiến cho nhiều người không khỏi bức xúc. Thứ 7, tranh ảnh bị pha kè tràn lan.
Hẳn là các bạn vẫn chưa quên, chỉ cuối năm 2021, cả mạng xã hội Việt Nam đã dậy sóng trước lời kêu cứu của nhà nghiên cứu Asile khi bức tranh Cha Đam của danh họa Mai Trung Thứ bị làm giả và đang chuẩn bị lên sàn đấu giá uy tín Augustes của Pháp. Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên tranh Việt bị làm giả và đưa lên sàn đấu giá quốc tế. Năm 2020, giới mỹ thuật cũng đã từng phát hiện trong phiên đấu giá trực tuyến Art du Việt Nam của nhà đấu giá nổi tiếng The Row Art có hai bức tranh đề tên là Bùi Xuân Phái và Nguyễn Tiến Trung bị coi là sao chép, làm giả lộ liễu. Trước đó vào năm 2019, trong giới mỹ thuật cả nước bị chấn động bởi nhà đấu giá danh tiếng Sotheby's Hồng Kông đã khai thác tác phẩm của họa sĩ nổi tiếng Việt Nam như Trần Văn Cẩn, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng trên web để các nhà sưu tập tham khảo trước khi đưa lên sàn đấu giá. Ngay sau đó, giới họa sĩ Việt Nam đã phát hiện ra tranh giả và lên tiếng mạnh mẽ, buộc sàn đấu giá phải rút toàn bộ xuống. Điều đáng nói, không chỉ ở nước ta, tranh giả đã khuấy động cả đời sống thị trường tác phẩm mỹ thuật toàn cầu. Theo ghi nhận của các chuyên gia, có tới 50% số tranh đang lưu hành trên thị trường thế giới là đồ giả. Có những bậc thầy chuyên làm tranh giả mà chuyên gia tinh tường nhất cũng phải chào thua. Một trong những thương vụ tranh giả liên quan tới nhà đấu giá danh tiếng Sotheby's là trường hợp bức chân dung của người vô danh được cho là của danh họa Hà Lan Frans Hals, sinh năm 1582, mất năm 1666, được bán với giá là 10,8 triệu đô la, tương đương với 255 tỷ đồng vào năm 2011. Sau khi tranh bị phát hiện là đồ sởm hồi năm ngoái và người bán bị Sotheby's kiện ra tòa, thì người mua đã được trả lại toàn bộ số tiền mua tranh. Hay nói chẳng đâu xa, ngay tại Việt Nam chúng ta cũng lùm xùm về một vụ việc, một TikToker có hàng triệu lượt follow bị tố copy tranh và anh cũng đã ngậm ngùi thừa nhận sai lầm này. Thực tế, trong giới mỹ thuật không có khái niệm cover tranh như là người ta đi cover âm nhạc, cover lại một bản hot hit, nên không thể nói là lấy chất xám của người khác để mà hiển nhiên đi kiếm tiền ngon ơ như vậy được đâu nha. Hãy là những người họa sĩ chân chính và vẽ lên những bức tranh bằng chính thực lực và tài năng của mình. Các bạn thân mến, và vừa rồi là 6 mặt hàng nhái hàng giả rất quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, gây ra biết bao nhiêu thiệt hại cho đời sống tinh thần, sức khỏe của con người. Mong sao là các cơ quan chức năng sẽ thắt chặt kỷ cương, ngăn chặn sớm những hành vi gian trá này để chúng ta không phải lo lắng, cứ ra đường là sợ gặp phải đồ giả nữa nhé. Và cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ Kính Lúp TV. Chúc các bạn có một mùa Tết thật vui vẻ, ấm áp, an lành và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.